Hải Nấu Cấm xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì bữa nay Hải Nấu Cấm sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một miếng đất nữa. Miếng đất này là nằm ở thuộc bên cánh là cánh Ca Đệ Tử. Đây là cái nền cái bến xe lữ hành tương lai của Nấu Cấm đây. Nó đang mở xong rồi, không biết gì lý do gì mà ngưng lại nha các bạn. Đó đây. Bên lữ hành đó cũng xây nhà tắm vệ sinh rồi đầy đủ ở đây nè, nhưng mà do không biết gì lý do gì mà ngưng lại. Đây là Hải Nấu Cấm xin giới thiệu miếng đất đối diện với bến lữ hành của Ca Đệ Tử Nấu Cấm đây. Thì miếng đất này á, thì xe bốn bánh chạy vô tới chỗ luôn, bạn thấy không? Đây cái mặt tiền này á, từ cái cột điện này chạy tới đó là mặt tiền theo độ quốc lộ này là 35m đó, là đi sâu vô trong đó, bạn thấy không? Đó, xe bốn bánh đang đậu đó mà đang lên che chở xuống chuyện cho người ta đó. Miếng đất này nói chung là vị trí rất lý tưởng, rộng rãi sạch đẹp nha. Thì trên mặt đất thì nói chung chủ đất cũng trồng các loại cây ăn trái, rất là nhiều loại cây ăn trái. Đây thì mời các bạn đây chân Hải Nấu Cấm. Rồi thấy chân Hải Nấu Cấm vào bên trong xem nha. Đó thì trên mặt đất thì đầu tiên bước vô thì các bạn thấy rồi đó, đây là những cái tre. Nói chung đất núi thì mưa nhà thì trồng tre hết mưa các bạn. Cây tre giống như cái kinh tế chính của dân Nấu Cấm vậy đó. Hàng nào cũng có trồng hết. Đây trên này những cây mít, ổi, dừa. Cái này có một cái cây gáo gì là lớn, cái cây tên gì, cây da, cây gáo các bạn, rất là to lớn. Thì miếng đất này rất là lý tưởng nha, đó các bạn xem đi. Ở đây thì nói chung là điện nước đầy đủ, đất rất rộng rãi, diện tích là 9 công các bạn. Đây. Đây là con đường đi vô nè. Cái con đường này là xe hai bánh chạy nè. Nếu các bạn mà có nhu cầu thì có thể làm là sửa lại xe bốn bánh chạy vô chẳng được nha. Biệt ngang rất là rộng. Đó, trên mặt đất thì chủ đất có trồng đây là chanh. Đây những cái chanh. Hôm nay do trời trước mưa nha. Đó, cái chanh các bạn thấy không? Trên trời là mây mù mịt luôn nè. Trời đang mưa cho nên cái bầu không khí nó hơi bị tối. Đó, đất này bạn thấy đã trồng mít nè, trồng dừa nè, dạ, dừa trái là tùm luôn. Ở phía dưới là chuối, xoài, nói chung là cũng đầy đủ các cây trái. Đó, bạn thấy chuối không? Đó, một vài trái nè. Đây là những cây xài. Xài này chắc còn non, chưa có cho trái. Rồi, miếng đất này nói chung rất đẹp các bạn, rộng rãi, chỗ đất để dọn sạch sẽ nè. Ở phía trên này trồng những chuối, xài. Vào trong diện tích thì tới 9 công lận, nhưng mà Hải Nấu Cấm chỉ đi quay cho cô chú anh chị xem và giới thiệu một số nữa thôi. Đó, phía này trồng sầu riêng. Đó, những cây sầu riêng đó cho trái nha. Đây thì Hải Nấu Cấm cũng xin nói là trên miếng đất này có nhà cửa đầy đủ các bạn. Đó, đó chủ đất đã xây một cái nhà chung cũng đơn sơ thôi nha. Đây cây dừa cao bắt ngát luôn. Đây đó, gần bên nhà thì bạn thấy có một cái hồ nước nè. Đây là lấy cái giếng nước, cái giếng nước mà cái miệng giếng nó cạn rồi cho nên nước ngập lên luôn ha. Đó, đất mà có cái mạch nước như vậy đó gọi là rất là tốt nha. Có người ta trồng nè lục bình, cần ống, ngò ống như tùm lum vậy nè, rau nhái chung này đầy đủ này. Đó, những cây sầu riêng, sầu riêng này cho trái rồi đó. Cái máy này không dùng được các bạn xem, cây sầu riêng trái có nhóc hết nha. Quay từ từ cho bạn xem gốc sầu riêng. Đó, phía bên đó gần hồ nước là một cái nhà nha. Đó, chủ nhà đã xây ở đây gì bây giờ do nhu cầu không có ở nữa thì chỗ đất kia sang lại. Bà con nào có nhu cầu thì đến đây sở hữu miếng đất này thì có thể liên hệ với Hải Nấu Cấm nha. Hải Nấu Cấm dẫn tới nơi cho xem. Đây, Hải Nấu Cấm ra phía sau nha. Nhà này cũng xây tường ha, nhưng mà xây kiểu đơn giản các bạn. Vườn có diện tích rất rộng nha.
Phía bên này trồng sầu riêng nhiều các bạn. Ở những cây cao cao đó là cây sầu riêng không ạ? Rồi theo Trường Hải đi cắm ở hướng này nha. Đây dắt nhà. Đó, ở trên núi thì nói chung xây được cái nhà này ở là cũng là ý tưởng các bạn. Không có xây cầu kỳ như ở chợ. Có chỗ ở chú mưa chú nắng thôi nha. Bên này ở nhà cây. Chủ nhà có qua xây hai cái bờ hồ nước. Các bạn thấy không? Đất này rất là mát mẻ nha. Ở đây thì nói chung bà con là có nhu cầu về đây sở hữu lại miếng đất này thì nghỉ dưỡng thì tuyệt vời. Tu hoặc là làm những cái hôm xây cánh này cũng được. Nói chung đây cũng gần cái bến xe đường cao tự, gần cái đường lộ lớn của xe bốn bánh. Bà con cũng có thể đầu tư hôm xây. Cũng tốt ha. Các bạn thấy trên rất là nhiều sầu riêng cả. Sầu riêng đây thì nói chung là nó chín là nó tự rụng rồi chú nhà lại đi lụm thôi các bạn. Đó bạn thấy không, cái đất này rất là nhiều cây sầu riêng. Đó, phía giáp canh với mình bên đó là có một cái nhà nữa nha. Nói chung ở đây cũng rất là vui. Ở phía bên ngoài là đường xe chạy đó, tiếng xe ở đây trong đây nghe luôn đó. Ở đây là cảnh xung quanh cái miếng đất đây. Xem chủ nhà không có lên hình ha, một bạn thông cảm. Hãy cấm chỉ quay giới thiệu cho bạn xem thôi. Thì trên đất thì có cái nhà gì đó rồi bà con mình về đây ví dụ như có nhu cầu thì sửa sang lại. Muốn làm kiểu gì ở theo kiểu gì thì mình cứ làm thôi nha. Đây là nhà cũ của chủ nhà. Sẵn. Ở phía trên nóc nhà có cái cây sầu riêng kìa. Trồng qua mái nóc nhà luôn. Rất đẹp nha. Bạn thấy nè, ở giữa miếng đất có một cái suối nè, đó suối nước từ trên nó chảy xuống nè, thấy không? Đất mà trên núi mà có nước gì là rất là hiếm nha, không được mấy miếng mà có nước gì đâu, đó bạn thấy không? Đó, nước ngầm nó chảy nè, những cây bạc hà này nó mọc theo cái đường nước nè, thấy không? Đó, rất tuyệt vời nha. Đây thì miếng đất này có cái vị trí này rất đẹp đó bạn. Hãy cắm quay lại cho bạn xem nè. Đó, những tảng đá nhấp vô ha. Đó, cái vị trí này á mà bà con mình có nhu cầu cắt một cái homestay á hoặc là một cái nhà mát hay một cái thala phía trên đây. Đó. Rất là tuyệt vời nha. Đó, cảnh này nói chung rất thích hợp với rất là nhiều người nha. Đó. Thì từ đây nhìn xuống đó như chủ đất thì cắt nhà phía dưới đó, còn bà con mình có nhu cầu thì có thể cắt tại đây. Đó, xe chạy tới nhà các bạn. Đó, xe hai bánh nó còn bốn bánh vẫn chạy vô được nha. Thì Hải Núi Cấm xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì nãy giờ Hải Núi Cấm cũng quay vòng vòng cái miếng đất này cho bà con mình xem. Đây là vị trí gần cái gọi là khu vực cao đại tự, gần cái bến xe cao đại tự luôn, mới mở luôn. Ở miếng đất này nói chung rất là lý tưởng, bà con mình có nhu cầu về đây thì sở hữu. Đất này thì có điện có nước đầy đủ, đường xe bốn bánh có thể chạy vô tới nhà luôn nha các bạn. Đó. Thì miếng đất này diện tích là 9 công. Chủ đất kêu giá là 400 triệu một công. Đó, bà con nào có nhu cầu thì có thể liên hệ Hải Núi Cấm ha. Muốn mua thì liên hệ Hải Núi Cấm, Hải Núi Cấm sẽ dẫn đến nơi xem đất bên ngoài cho rõ ràng hơn. Trên video thì Hải Núi Cấm chỉ quay một số hình ảnh nào đó thôi chứ không phải đi hết 9 công đất. Đó. Thì mong bà con thông cảm, bà con là có thị trường muốn mua thì có thể là liên hệ gặp Hải Núi Cấm thì dẫn đến đây xem bên ngoài cho rõ ràng hơn. Hải Núi Cấm xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha.